Một này bắt đầu. Ôi, anh thi đỉnh quá nhờ. Đỉnh của anh Thi ơi, cố lên. 4 giây rồi. Ôi, vào đây mát quá các anh ơi. Ừ, ngoài đang nóng một cách dã man. Ôi, rồi, đẹp quá. Anh Hùng, anh Hùng. Chào Phúc với thầy. Em đang muốn tìm hiểu về một số đôi giày mà kiểu của các cầu thủ nổi tiếng như là Messi, Neymar hay là Ronaldo sử dụng thì bên mình có anh nhỉ? Đôi này có đầy đủ. Có đầy đủ rồi các bạn ơi. Đấy. Thế thì xem về Messi trước đi các bạn. Messi. Wow. Có một khu riêng về Adidas luôn các bạn ơi, rất là nhiều giày luôn. Messi thì mang dòng cái đánh Nemesis này. Thì cái phiên bản của Messi có nhân tạo thì nó chỉ là dòng 18.3 thôi. Nó không giống như sân 11 người, nó là 18 cộng với 18.1. Ở Việt Nam thì chúng ta chủ yếu là sân cầu nhân tạo đúng không các bạn? Ờ, thì dòng này là phân khúc do sân cầu nhân tạo, nó là DTF. Còn nếu mà sân 11 người thì sẽ, cái phần đế nó sẽ khác. Và cái phân khúc nó là thường là 18 cộng 18.1.2. Nhưng mà Việt Nam chủ yếu chúng ta giày đặt sân cầu nhân tạo đúng không? Giày rất là phù hợp luôn. Dòng đá phổi hay dòng trắng này bạn? Các bạn đế rất đẹp luôn này. Đôi này thì giá khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Giá đây thì khoảng 1.550.000 thôi. 1.550.000. Hình như trong store bán hơn 2 triệu một đôi đúng không? Đúng rồi, đúng không? Tầm 2.2 triệu. 2.2 triệu các bạn đấy, rẻ rất là nhiều luôn. Đấy, cái màu này cũng khá là đẹp, cái màu này nhìn rất là. Cái bản này mới cuối năm 2018. Cuối năm 2018. Nhưng anh cái dòng như này cũng là của Messi hết đúng không anh? Cũng là Messi, nó chỉ khác cái phối màu thôi. Khác phối màu các bạn đấy. Giá này cũng khác thì nhau hay là cũng vẫn xem nhau thôi? Cái giá thì nó ngang nhau cũng. Nhưng mà nhau. Có thể là sau này cái đôi này nó sẽ giảm sẽ giá đi một chút nữa. Có nghĩa là các cái mẫu càng đời cũ thì sẽ càng rẻ hơn. Cái phôi màu nó càng cũ thì. Thật ra thì nghĩ phôi màu cũng quan trọng, tại vì nhìn đẹp là được. Mà giá rẻ hơn vẫn xịn và ngon rồi. Đúng rồi, chậm rồi. Còn đây là Coppa đế lại này. Coppa này đế IC mình đá futsal hoặc là đá freestyle cũng được, đá đường phố. Đấy, anh có một đôi Coppa này này. Anh Thi có một đôi Coppa này. Cực kỳ thoải mái. Coppa mình có mấy đôi nhưng mà toàn là đôi kiểu chấm một đấy, trời ơi. Cho đinh đinh dài như này không thể đá được, không thể chơi kiểu đường phố hay gì đấy. Cái này đôi mà đi đường phố chứ rồi. Freestyle rồi đá street football là thoải mái. Đấy, các bạn nhìn nhá, đôi này nếu mà các bạn đá trên, ví dụ nhà bạn nào không có sân bóng mà hay đá trên đường bê tông thì đôi này chắc là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Tuyệt vời. Đúng không? Đấy, rất thân bằng luôn. Rồi, đùa thôi. Cái đôi này nhà ấy, giá như nào? Đôi này thì cái bản này nó mới ra thì giá nó cao hơn một xíu, là 1.790.000. 1.790.000 các bạn nhé. Cảm giác như là giảm da sẽ rất sướng. Nó là một phiên bản giống như Timbo bên này thì nó cũng là da thật. Da này là da gì anh nhỉ? Sờ sướng ấy. Da thật. Leader. À. Tại vì hôm trước đọc trên mạng là có nói là cái đôi này là da bằng kangaroo, không biết đúng không? Da kangaroo. Kangaroo là bản 19 cộng. 19 cộng là kangaroo đúng không? Những cái dòng những dòng cao hơn thì khoảng chắc là da bê. Da bò các bạn. Da bê, da bò. Rồi, đây, giá phục qua đây tham quan cái mấy dòng này lại nhé, chứ nhìn cái dòng này cực kỳ phổ biến bên Nhật, ở Việt Nam mình thì ít, tại bên Nhật thì họ đá về Divorce nhá. Divorce cái dòng này là người Nhật họ chơi futsal, bên Nhật họ chơi dòng này rất là nhiều. Nó hỗ trợ chích mũi này, cái vòng mu này nó to, kỹ năng sút chích mũi rất là tốt này. Rồi đế thì đế bằng có những rân vân rân nè, hỗ trợ đá futsal. Nếu mà anh em nào mà thích đá bóng mà gia dụ đá cỏ tạo hay đá sân trong nhà hay là gì đó mà thích kéo gầm á, sử dụng gầm mà để đạp lên bóng kéo thì tốt nhất nên sử dụng những cái dòng mà đế IC, đế bằng chuyên dụng như futsal này, nó hỗ trợ chân bè rất là nhiều. Chân mà bè bự khó chọn giày á thì chọn những cái dòng này rất là tốt. Hay khá lạ lắm nha. Em chưa nhìn thấy bây giờ luôn. Dòng này với kangaroo. Khá là. À đây đang là kangaroo. Tất cả dòng mùa hè sản phẩm của nó đều với kangaroo. Loại này giá bao nhiêu nhỉ? Giá 1.650.000 mà lúc giá mới ra nó là hơn 2.3 triệu. Bây giờ đang rẻ 1.650.000 các bạn. Đấy, rất là thú, rất là hay luôn. Dòng rất là mới. Mình chưa từng thấy dòng không phải mới, vì mình ít khi tìm hiểu về giày futsal nên là không biết là cái dòng giày đấy. Thường chỉ biết là mấy kiểu dòng như Mizuno hay gì như này thì có thể thấy nhiều rồi. Nhưng mà dòng này thì rất lạ. Cái dòng này cũng là thuộc của dòng đấy này. Hay là dòng này là Joma của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Nếu mà có theo dõi futsal thì thấy bên cái cầu thủ của Tây Ban Nha đá dòng này rất nhiều. Cái cầu thủ ở Tây Ban Nha sử dụng giày futsal rất là nhiều. Thấy họ sút căng lắm. Có thể đi giày sút sẽ rất căng. Có thể sút phát là cho người ta đi viện luôn được. Vui rồi thôi. Cho người ta đi viện. À có một. Ông có bóng đẹp gì? Bóng này là để trưng bày thôi chứ không có sử dụng.
sử dụng. Sử dụng rồi. Sao để trưng bày nhìn đẹp nhờ không nhỉ? Freestyle, freestyle. À, nhưng mà thử xem nó tròn không? Em lấy thử xem nó tròn không? Cái này chưa bơm rồi. Chưa bơm. Chỉ bóng này đẹp thật. Nó báo Copa America 2016 các bạn. 3 năm trước rồi. Trưng bày xem. Ủa. Dạ là trơn các bạn, nhưng mà vẫn quay được. Đây. Nice. Bóng rất đẹp luôn. Yeah. Cho em thổi gió bay tí. Nếu anh chị muốn làm đầu xoăn thì có thể làm anh chị tóc xoăn được. Ví dụ thế. Mình chỉ cần mài thì là tóc nó xoăn ngay. Thôi làm được. Câu này nghĩa là gì anh? À, có thể họ ghét tôi nhưng bởi vì tôi rất là giỏi. À, có nghĩa là anh bảy quá giỏi nên chúng nó mới ghét anh. Anh bảy của em, anh nói câu này là em like cho anh luôn này. Đấy, còn đây là Ibra các bạn này. Ibra. Rất là nhiều khẩu hiệu của rất là nhiều các cầu thủ nổi tiếng. Rất là hay. Thế giày nào là giày Ronaldo từng sử dụng anh? Cái dòng nào? Ronaldo sử dụng Mercurial. Anh có thể cho lấy em xem. Đây là Mercurial phiên bản sân khấu nhân tạo. À. Vapor Academy là cái bản phối màu này mới ra gần đây. Tháng 12 năm ngoái, 2018 là bản Always Forward. Cái phối màu này nó ra chung với phối màu xanh. Cái phối màu này như sinh ra để cho em hay sao đây? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ra hôm nay em chụp đấy. Đấy các bạn thấy không? Mình đang mặc áo xanh, đeo đồng hồ màu xanh, tập cái đôi giày màu xanh nữa. Cảm giác rất là tươi xanh. Đấy, nhưng mà có ba phối màu này rất đẹp này. Đấy các bạn thấy không? Thật sự là rất là đẹp luôn. Và nó vẫn hai đôi màu này thì rồng giá nhau hay là có mỗi đôi này rẻ hơn đấy? À, cái phân khúc này có lưỡi gà thì nó sẽ rẻ hơn. Là hai đôi phân khúc này cổ thông thì nó sẽ cao hơn một xíu. À, cao hơn một xíu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Shop này mình mở lâu chưa anh? Shop này mình mở từ năm 2013. 2013 tức là 6 năm rồi. Lần đầu tiên anh mua giày tại shop này là còn ở một khu nhà trọ. À, từ một khu nhà trọ bây giờ đi lên một cơ sở hoành tá tràng nha các bạn. Rất đó gặp Hùng là mua đôi giày đầu tiên để anh chơi freestyle. À. Đó, cũng khá lâu lúc đó gặp Hùng anh em. Lúc mà anh gặp Hùng mua đôi giày xong anh em ngồi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. À. Để bạn đam mê. Đó là quen biết nhau. À, các bạn thấy không? Thật sự là chúng ta có thể là bình thường không quen biết nhau nhưng mà nói chung đến nói bóng đá với nhau. Yeah. Thích đôi giày, thích quả bóng này thì tôi ngồi nói nhau từ sáng đến tối cũng được. Yeah. Chân Phúc và chân bè hay là chân? Chân em thì nó hơi bè chỗ giữa này một tí. Bình thường em hay đi Nemesis. Nemesis là gió bè nó. Nemesis là dành cho chân bè. Thì một cái dòng sản phẩm siêu bè cho những chân chuyên bè. Sản xuất tại nhà bè đúng không anh? Đấy, hai bên trong sản xuất tại nhà bè. Đó, nó rộng gần hai bên. Thì những người có chân rộng thì mang đôi này cảm thấy thoải mái. Và đôi chuyên dụng futsal nữa. Đó, một cái mẫu dành chuyên dụng cho chân bè. Quá là hay luôn các bạn. Ừ, muốn là chân nó bè ra nên là rất dễ để đầy rồi các bạn. Dạ. Rồi, bây giờ thử chơi anh thi để đôi giày lên đầu giữ được 10 giây không? Để thử rồi. Các bạn để xem thi thử 10 giây không nhá. Ok không? Để thử bấm lấy ra bấm giờ chứ. Bấm giờ đã. Không thể thử trước nào. Bấm giờ nhá. Nếu mà anh thành công thì tí nữa em sẽ mời anh một chai nước. Còn nếu không thì ngược lại nhá. Đồng ý không? Ừ. Ok. 1 2 3 bắt đầu. Ôi, thi đỉnh quá nhỉ. Đỉnh quá anh thi ơi, cố lên. 4 giây rồi, 5 giây rồi. 8 giây. 8 giây các bạn nhá. 8 giây 86. Đấy. Anh nhớ thi rất giỏi bạn. Anh là xong rồi thổi từ xa. Thật ra là mình cũng phải luyện cái công lực ấy rất là lâu rồi. Mình là một fan của chú Thích Trí nên mình cũng luyện cái công phu mà há hơi thổi ra từ xa. Đấy, thành ra ok. Thôi ra. Thì tôi tặng em một chai nước nhá. Okay. Hôm nay thật sự rất là thú vị luôn các bạn ạ. À, như vậy là xong hồi xem thì có nghĩa là em nghĩ là nên lấy một đôi giày. Cảm giác buồn. Cảm giác rất êm các bạn ơi. Đây, Tân ngồi như kiểu ngày xưa xem mấy clip thì lúc đó đi nhô Tân trong cái phòng cái đồng đội với cả Ronaldo. Chẳng ngoài Tân thì phải giống Xabi Alonso với. Đúng như nào? Xabi Alonso Tân của gì? Nhìn camera Tân bóng. Nhìn camera Tân bóng á? Yeah, đúng rồi. Ui, khó các bạn ạ, thật sự là cực khó. Hãy thử nha, thử lần nữa nhá. Xin thử một lần nữa. Ok. Nhìn Tân cao đi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trời ơi. Cảm giác tâm như này mắt mình như bị lag ấy các bạn. Chào mừng tờ báo rồi, đọc luôn này. À, đây là tờ báo ạ. À. Cảm giác này giống như kiểu mình đi học ngày xưa ấy nhỉ. Ngày xưa là mình đi học.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ luôn các bạn. Tại vì các bạn là đọc báo mình thấy lạ, toàn tiếng Nhật là mình đọc hiểu không hiểu. Chứ nếu báo Việt Nam mình đọc mình hiểu thì mình sẽ tầm được nhiều hơn. Các bạn. Rất thú vị. Nhưng thật ra là bây giờ thì rất ok. Nhưng mà hôm trước rất là nhiều người hỏi là hôm vừa rồi sinh nhật của bạn Duy Trung ấy, thì bao giờ anh Phúc sẽ tặng cho Duy Trung món quà gì, thì mình đã nói với Trung là mình sẽ tặng Trung một món quà đặc biệt, nên là mình quyết định sẽ mua một đôi giày giống của Ronaldo cho Trung. Và Trung thì size chân là khoảng tầm 38.5 đến 39 ạ. Nếu mà có cái size đấy thì tốt, thì em sẽ mua một đôi cho 8. Bạn ấy mình có size 38 rồi. Wow, có luôn đấy. Đôi này đây 38.5 các bạn nhé, size 38.5 luôn. Đấy, ok, như vậy sẽ mua một đôi này về và cho Trung. Hôm sau các bạn sẽ thấy là được clip nữa, là một clip mà mình sẽ cho Trung đi thử giày này và sẽ thử ra sao nhé. Hãy cùng chờ xem. Các bạn thấy rất là thoải mái nhé. Đấy, các bạn ký trả bằng tiền mặt hoặc là trả bằng thẻ được. Tiền mặt. Thế trả được đô la được không? Đô la trả được. Đây, 100 đô đây. Hay trả được đô la. Ôi, vui rồi. Không trả được thẻ, cho dễ. Cái này là thẻ bảo hành. Để em sẽ bảo hành được 3 tháng kêu và chỉ đổi nhãn xuất. Nếu như lỗi về người dùng thì em vẫn hỗ trợ cho anh. Khi em tới đây em vẫn sẽ đem đi mang cho anh. À, okay. Chỉ cần chịu tiền phí mà anh không. Nghe được không? Gửi. Anh em thẻ bảo hành luôn. Có thẻ bảo hành luôn nhé. Không thể tin nổi. Riết ở Việt Nam thử thẻ bảo hành dày luôn. Hay quá các bạn ơi, rất tuyệt vời. Đấy, anh em phải qua đây mua được, rất uy tín này. Thôi, bây giờ lên đường chuẩn bị về Hà Nội để mang món quà về để cho Duy Trung. Đây các bạn nhé, địa chỉ shop thì mình sẽ ghi vào phần comment để mọi người biết để đến đây mua nhé. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Chế độ bảo hành rất tuyệt vời nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Shop này rất nhiệt tình. Và các bạn nhớ là đọc pass thì đây bạn có pass là bạn anh Phúc kiểu gì cũng được giảm giá 0,0000 mấy % thì mình không biết nữa. Các bạn. Ê, okay. Bye bye mọi người. Rồi. Bye bye.